Thưa quý vị, sử dụng rượu bia là nhu cầu của mỗi người và rượu bia đã trở nên quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều người. Nhưng sử dụng rượu bia như thế nào để tránh khỏi những hệ lụy về sức khỏe và những tác động xấu đến xã hội đang là vấn đề được đặt ra khi tình trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam ở mức đáng báo động. Thực trạng sử dụng rượu bia tại Đà Lạt, Lâm Đồng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong phóng sự dài kỳ, lạm dụng rượu bia và những hệ quả, chúng tôi sẽ phần nào lý giải thực trạng trên. Chỉ cần một cú nhấp chuột về thực trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam trên Google sẽ có hàng ngàn kết quả được tìm thấy. Và tuyệt đại đa số là những bài viết mang tính chất cảnh báo. Điều này cho thấy thực trạng sử dụng rượu bia đã ở mức báo động do những hệ lụy khôn lường của nó. Sử dụng rượu bia là một nhu cầu không có gì xa lạ trong đời sống. Tuy nhiên, quan niệm về sử dụng rượu bia và sử dụng như thế nào, ở hoàn cảnh nào thì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Tùy ý thức mỗi người thôi, mỗi gia đình cũng vậy nữa. Không có ai giống ai được. Mà nói nếu mà uống nhưng mà biết dừng lại thì là điều tốt nhất. Đến thời điểm này với cái tuổi của mình rồi đó thì uống rượu bia nên hạn chế ở mức độ nào đó thì tốt nhất. Nói chung là không phải là mình bỏ hẳn thì nó cũng không vui lắm, đúng không? Nó mất cái cuộc vui đi, nhưng mà nó hạn chế được càng nhiều càng tốt. Đại khái là biết điểm dừng. Có lẽ chưa bao giờ ở Đà Lạt nói riêng và nhiều nơi khác, những quán ăn phục vụ bia rượu với số lượng lớn mà người ta vẫn gọi bằng cái tên quán nhậu lại nở rộ như hiện nay. Những quán ăn này thường thu hút rất nhiều khách hàng ở độ tuổi thanh niên. Sẽ không đáng đề cập nếu như nhu cầu sử dụng rượu bia trong xã hội hiện nay chỉ dừng ở mức bình thường. Dừng lại ở một vài ly, một vài chai. Thói quen sử dụng rượu bia quá đà đã trở nên phổ biến. Những lý do cho việc sử dụng rượu bia cũng phong phú không kém. Nhiều người lại nặng nề cái vấn đề đó. Ví dụ như là người ta buồn, người ta muốn đi nhậu cũng phải uống. Mà ta nói hôm nay ta vui người ta cũng uống, mà hôm nay không buồn không vui cũng uống. Nói thực là rượu ấy thì khi mà có một cái công việc gì nó cũng là nguồn cảm hứng, nguồn vui thật. Nhưng mà mình sử dụng đúng giới hạn thì nó sẽ nó để cái ngày vui đó nó trọn vẹn. Vì sao việc sử dụng rượu bia lại bị cảnh báo ở mức cao như hiện nay? Đó là câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời. Vì những hệ lụy tiêu cực đối với sức khỏe, đối với xã hội đang ngày càng tăng lên. Nếu chỉ dừng lại ở tác hại đối với mỗi cá nhân, đó là vấn đề sức khỏe, thì mới đây ngành y tế đã chỉ ra 7 loại ung thư có tác nhân do rượu. Đó là ung thư khoang miệng, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư hạ họng thanh quản, vân vân. Và đối với nam giới, các bệnh ung thư do bia rượu như dạ dày, gan, thực quản, trực tràng chỉ đứng sau ung thư phổi. Và mỗi năm, những người mắc ung thư do bia rượu lại tăng lên. Gánh nặng chi trả cho điều trị lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng. Gánh nặng này không chỉ cho xã hội mà cho từng gia đình nếu chiều hướng sử dụng rượu bia quá đà cứ tiếp diễn. Những hệ lụy và những lời cảnh báo đối với thực trạng này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong kỳ sau của phóng sự này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Và thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả dự án. Được biết, đây là dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được triển khai thực hiện ở 5 tỉnh Tây Nguyên và 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện từ năm 2010.